chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đến chiều và đêm ngày hôm qua thì không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ trời còn tiếp tục rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mà các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đến ngày hôm nay khi nằm sâu trong khối không khí lạnh thì mưa giảm, song nền nhiệt độ ở Bắc Bộ vẫn ở ngưỡng thấp nên trời rét tiếp tục duy trì. Ngày hôm nay thì không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hầu khắp các địa phương Bắc Bộ gây mưa, có nơi mưa to và dông, nền nhiệt các địa phương hạ thấp nhanh, vùng núi phía Bắc rét đậm, có nơi chỉ còn ở mức 11 độ. Không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm vào chiều tối và đêm ngày hôm nay, ngày 3 tháng 12 và tiếp tục tăng cường mạnh vào ngày 5 tháng 12. Khoảng ngày 9, ngày 10 tháng 12, các khu vực trên có khả năng lại chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình, trời phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Tình trạng sương mù dày đặc kèm theo mưa nhỏ thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đã hoàn toàn chấm dứt khi các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống. Khu vực ảnh hưởng trước tiên là các tỉnh vùng núi phía Bắc khi phần mây phía trước của khối không khí lạnh đã gây mưa cho các tỉnh thuộc khu vực này. Ngày hôm nay thì vùng mưa sẽ mở rộng dần xuống các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có nơi có mưa vừa mưa to. Tuy nhiên thì khối khí lạnh tăng cường có cường độ không quá mạnh, song vẫn làm cho nền nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc giảm từ 3 đến 5 độ do có kèm theo mưa. Đồng thời, nền nhiệt thấp sẵn có nên trời chuyển rét. Sau khi khối khí lạnh được đẩy xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ thì mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm nhanh nhưng trời vẫn nhiều mây và độ ẩm không khí vẫn ở mức rất cao. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ toàn miền phổ biến từ 14 đến 19 độ, với độ ẩm duy trì ở mức cao là 90%, trời rét cả ngày. Đặc biệt là thời điểm chiều tối và đêm, trời rét sâu nên gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Vùng ven biển thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh cũng sẽ có một ngày mưa phùn và rét lạnh, đặc biệt là với vùng núi thì nhiệt độ giảm sâu, gây cảm giác rét kéo dài cả ngày. Tại khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng, nhiệt độ giữ ở mức từ 15 đến 19 độ, với độ ẩm 95%. Theo các chuyên gia về thời tiết thì ở nước ta có hai dạng thời tiết trong mùa đông. Dạng thứ nhất là không khí từ lục địa với cường độ mạnh đi thẳng từ trên xuống gây ra rét khô. Dạng thứ hai là đi lệch ra phía đông mang hơi ẩm từ biển vào với độ ẩm cao. Hiện nay thì các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của dạng không khí này đã tạo nên hiện tượng rét trên diện rộng trong thời gian này. Rét kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của người dân trong khu vực. Thưa quý vị, gió đông bắc của khối khí lạnh cũng tăng cường xuống miền Trung gây mưa diện rộng cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ đêm qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay. Cường độ mưa không lớn nhưng vẫn có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Do mưa nên nền nhiệt độ ở các tỉnh ngày hôm nay giảm xuống từ 22 đến 24 độ, trời lạnh. Tuy nhiên, tại khu vực các tỉnh thành Trung Trung Bộ thì thời tiết chưa có sự thay đổi gì nhiều. Tại nội thành của thành phố Đà Nẵng, thời tiết hầu như không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ với độ ẩm từ 60 đến 65%. Ở vùng ven biển, sáng sớm có sương mù vài nơi ở ven bờ. Tại các tỉnh Nam Bộ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ loại hình thời tiết nào nên thời tiết rất đẹp, ban ngày trời nắng rực rỡ, ban đêm không mưa. Nhiệt độ trong ngày giữa mức từ 24 đến 34 độ với độ ẩm 50%, trời khá oi nóng. Tuy nhiên vào buổi sáng khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ 30, mực nước sông Sài Gòn lên cao gây ngập úng cho các khu vực vùng trũng. Tình trạng này lại tái diễn vào khoảng 18 giờ 30 đến 19 giờ 30 cùng ngày. Những ngày tới thì chiều sẽ xuống dần ở mức an toàn, không ảnh hưởng xấu cho sinh hoạt người dân thành phố. Ngày thứ hai đầu tuần, người dân thành phố Cần Thơ sẽ có một ngày trời nắng từ sớm. Thời gian nắng trong ngày kéo dài khoảng 9 tiếng, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thời điểm nắng nhất vẫn chính là giữa trưa với mức nhiệt 31 độ. Trời khô hanh với độ ẩm chỉ ở mức là 60%. Tuy nhiên về chiều thì gió đem hơi ẩm từ sông thổi vào nên trời dịu hơn. Vào nửa đêm, về sáng thì trời se se với nhiệt độ trong khoảng 24 độ. Sự chênh lệch nhiệt độ cao cùng với đó là chế độ thời tiết thay đổi nên cũng sẽ phần nào ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Dù trong tuần này thời tiết khu vực ổn định, trời hầu như không mưa, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.